liên quan đến Trung Quốc, nước này đã công bố kế hoạch mở một dự án phát triển mới tại tỉnh Hà Bắc. Đây là một trong những chính sách nhằm mở rộng chuỗi vùng liên kết ba thành phố lớn Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc trong thời gian tới. Khu vực mới được quy hoạch này nằm cách thủ đô Bắc Kinh 100 km về phía tây nam và dự án này sẽ mở rộng ra ba vùng là những vùng chưa phát triển thuộc ba thành phố Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc ba khu vực thuộc chủ dự án phát triển mới này bao gồm an sinh thuộc thành phố hà bắc là tỉnh có hồ nước ngọt lớn nhất tại khu vực đồng bằng phía bắc trung quốc rong Chen nằm ở khu trung tâm giữa hai thành phố là bắc kinh và thiên tân người dân chỉ mất khoảng một giờ để di chuyển từ tỉnh rong Chen đến bắc kinh và thiên tân khu vực này sở hữu nhiều lợi thế gồm giao thông thường tiện hệ thống sinh thái được bảo vệ tốt nguồn tài nguyên phong phú đảm bảo cho sự phát triển và phục vụ cho nhu cầu của dân cư